Thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày 8 tháng 2 âm lịch, Phật tử khắp nơi lại thành tâm làm lễ kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật từ bỏ hạnh phúc cá nhân với đầy đủ vinh hoa, phú quý và sau đó tỏ ngộ lý chân, cứu độ trời người, vượt thoát khổ đau. Đối với Phật tử tại gia, tham dự lễ kỷ niệm ngày Phật xuất gia giúp tăng thêm niềm tin vào Phật Pháp, tin vào các nỗ lực chân chính trên nền tảng phương pháp đúng sẽ được thành tựu. Và ở chuyên mục tiêu điểm ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu về những giá trị của sự từ bỏ này. Bản chất của Đạo Phật mang tính giáo dục trí tuệ nhân văn. Đức Phật Thích Ca là người thầy giáo vĩ đại của nhân loại. Ngài hướng dẫn đường lối tu hành, mong mọi người thành tựu như mình, thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi. Một trong những hạnh lành đáng quý nhất, đáng kính ngưỡng nhất nơi Ngài là sự buông bỏ. Ngài thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác và lập nên con đường sáng cho nhân loại, theo đó sống bình an và hạnh phúc cũng nhờ hạnh buông bỏ cao quý này. Thành ra cuộc đời của Đức Phật là cứu khổ chúng sinh, ban vui chúng sinh. Thì nhìn lại, khổ là vì cái gì? Là tất cả các cái khổ đó chỉ do cái si mê nhìn nhận sai lầm mà có khổ. Cho nên Đức Phật khuyên tất cả chúng sinh là gì? Xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, tức là xả ly trước hết là những cái sở hữu của ta, kế đến xả ly cái chấp trên cái ta này. Đức Phật vốn là Thái tử Tất Đạt Đa. Từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành, Thái tử sống trong sự sung túc cùng cực về vật chất. Ngài có tài sản, danh vọng, địa vị, gia đình và trên hết là có cả một vương quốc. Đó là những điều mà bao nhiêu con người trên địa cầu này mải tìm kiếm. Trái lại, Thái tử có tất cả nhưng lại từ bỏ tất cả, và việc này có thể xem như là sự từ bỏ hy hữu. Thế gian thì những cái này là quý nhất, những cái này là hạnh phúc. Để được những cái này là được hạnh phúc. Nhưng với Ngài, người giác ngộ, đệ tử Phật, thì thấy rằng mấy cái hạnh phúc này nó chỉ nhất thời. Nếu chưa có tìm ra được cái mình, thân này già chết đến rồi mất mình, mà mất mình thì không ai thoát khổ. Cho nên cái việc mà Ngài đi tìm cái đạo dạy ở lý giải thoát, nó cao cả gấp vạn vạn lần, không có bút mực nào diễn được cái so sánh đó. Trước này, hầu hết mọi người đều ca ngợi rằng Đức Phật từ bỏ ngai vàng là sự từ bỏ vĩ đại. Tuy nhiên, Ngài không chỉ có một lần từ bỏ, và đó cũng không hẳn là sự từ bỏ lớn nhất. Ngài còn từ bỏ vị trí lãnh đạo tôn giáo, vì đó không phải là mục đích tối thượng. Và Ngài cũng biết từ bỏ cả những thứ không phù hợp. Như thời bấy giờ, lối tu khổ hạnh đang trở thành trào lưu thịnh hành. Ngài đã thực hành khổ hạnh, bần uế, yểm ly, độc cư đến độ vượt hơn sự nỗ lực của năm bạn đồng tu. Tuy vậy, Ngài nhận thấy rằng một thể trạng kiệt quệ không thể nào đưa đến giác ngộ. Do đó, Ngài từ bỏ phương pháp khổ hạnh mà mình đang thực hành. Nhưng sau khi đó, Ngài một lần Ngài xích ngất xỉu đó. Cho nên nàng một nữ Su Già Ta đã dâng bát cháo sữa. Khi dùng bát cháo sữa, Ngài thấy tinh thần phấn chấn, trí tuệ sáng suốt. Ngài thấy rằng khổ hạnh ép sát thái quá này đi đến kiệt lực không phải là cái con đường mà trung đạo. Cho nên Ngài xả ly, mặc dù những người chung quanh mình chê bai, cù đàm, bỏ cái tâm quyết. Đó là cái mà xả ly của Đức Phật là đối với cái kiến chấp. Thực tế, sự từ bỏ không chỉ trong hình hài Thái tử Tất Đạt Đa mà còn ở nhiều đời, nhiều kiếp. Ví dụ như tiền thân Đức Phật là một chú thỏ. Một lần, Thiền chủ Đế Thích hóa thân thành một vị hành khất đến thử lòng. Trong khi ba người bạn của thỏ là khỉ, chó rừng và rái cá đều bố thí thức ăn của mình là thịt, cá cho người khất sĩ giữ trai giới. Riêng thỏ đặc biệt, do thỏ ăn cỏ không có gì bố thí, nên nguyện lấy thịt của chính mình trao tặng cho vị hành khất. Thỏ tự nguyện nhảy vào lửa để vị hành khất không phạm giới sát sinh. Trước khi nhảy vào lửa, còn lắc người 3 lần để côn trùng trong bộ lông của mình rơi ra mà thoát chết. Đó là một sự hy sinh, để rồi là một cái bài học để nhắn nhủ cho tất cả chúng sinh. Bi khéo biết trải thân tâm mình để hy sinh vì mọi người. Lâu nay lúc nào mình cũng nghĩ về cái mình, cái ta, cái tôi này hết, mà không có cái tâm lớn để vì mọi người. Như vậy cái việc làm của chú thỏ này
để xác định cho tinh thần của đạo Phật. Tinh thần của đạo Phật là vô ngã vị tha. Đó có thể là huyền sử, tuy nhiên hình ảnh về sự hy sinh buông bỏ từ tiền kiếp Đức Phật trong hình hài thỏ, một sinh vật nhỏ bé, vẫn để lại nhiều bài học sâu sắc và thật đáng để người đời suy ngẫm. Vậy nên, dù đã trải qua hàng ngàn năm, hình ảnh chú thỏ vẫn luôn mẫu mực, thường hiện hữu trong những tự viện, đạo tràng để chư tăng ni, Phật tử cùng nhau ôn lại câu chuyện của Đức Phật Thích Ca về sự buông bỏ nhằm ghi nhớ và noi theo. Bản thân chúng tôi thì vẫn là những người bình thường ấy. Chúng tôi vẫn chưa tự mình từ bỏ được nhiều thứ, từ bỏ được thân xác của mình, làm được những điều vĩ đại như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng mà chúng tôi đang dần học tập được cái việc là buông bỏ nhiều điều trong cuộc sống, bớt đi những cái điều tham cầu trong cuộc sống để mình có thể có được những cái điều hạnh phúc an lạc. Để tưởng nhớ ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nhiều tự viện trên cả nước đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Một trong những chương trình vừa để giao lưu, lại vừa để kiểm tra sự hiểu biết của các Phật tử là trả lời câu hỏi về lịch sử Đức Phật, nhằm tạo cơ hội cho Phật tử hiểu thêm hạnh nguyện con đường tu tập của Đức Phật Thích Ca. Và một trong những dấu mốc người đệ tử Phật không bao giờ có thể quên chính là ngày 8 tháng 2 âm lịch. Đức Phật xuất gia đi tu, từ bỏ hạnh phúc cá nhân với đầy đủ vinh hoa, phú quý để cứu độ con người vượt thoát khổ đau. Con thấy những cái câu hỏi mà các sư thầy đã đặt thì con lúc đó con chưa có nghe thử bao giờ hết. Con sau khi đây là lần đầu tiên con tham gia cho nên là con cũng hơi bỡ ngỡ. Nhưng con cũng có thời gian, có một tí duyên để con đến với chùa Giác Tánh và nghe các sư thầy giảng. Con thấm thía được những cái điều mà sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã để lại ở bên vợ con và các quý vị ở bên Ấn Độ để đi và tìm là giúp đỡ những người còn có bể khổ và có giúp họ có thể giác ngộ được trong thời gian tới. Là một Phật tử trẻ, Bích Vi tham gia trả lời các câu hỏi đố đầy hào hứng. Có những kiến thức lần đầu tiên em được nghe tới, nhưng Vi luôn tâm niệm rằng biển học là vô bờ, đặc biệt là cuộc đời của Đức Phật với biết bao thăng trầm, khổ hạnh để tìm ra chân lý giác ngộ, giải thoát. Những phần quà sau cuộc thi đấu vui hôm nay làm em tự nhủ lòng phải cố gắng tu học hơn nữa. Dạ thì sau khi con tham dự cuộc thi này thì con học rất là được nhiều điều từ Đức Phật, lòng bao dung, sự vị tha cũng như là cái sự kiên cường của bản thân của người và sự hy sinh của người. Thì con cảm thấy là con muốn được áp dụng những cái này vào công việc học tập của con và trong đời sống. Trong không gian linh thiêng chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, chư Tôn Đức, quý Phật tử trang nghiêm tưởng niệm ngày xuất gia của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhìn lại gương của ngài, một vị hoàng thái tử dám từ bỏ cung vàng điện ngọc, đi vào rừng sâu núi thẳm để tu hành, tìm lối giải thoát, cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Tại đây, chư Tôn Đức cũng có thời pháp thoại ngắn nhấn mạnh ý nghĩa xuất gia của thái tử Tất Đạt Đa. Việc thái tử vượt thành đi tầm đạo đã khai thị cho nhân loại một chân lý nhiệm màu, tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Hôm nay thì được muốn lấy cái lễ xuất gia này để cho truyền cái năng lượng đến cho Phật tử hiểu biết thêm về cái sự xuất gia tu học của Đức Phật mà thành tựu đến ngày nay, là luôn luôn là đem cái năng lượng tích cực, trí tuệ là làm sự nghiệp. Xuất gia là sự quyết định cho một lối rẽ của cuộc đời, tiền bước đi lên trên con đường giải thoát. Với cả người xuất gia và tại gia, ngày lễ này dù được tổ chức dưới hình thức nào thì thông qua đó đều khuyến khích những người con Phật phải tinh tấn tu tập để thoát ly khổ ải. Những bông hoa đăng được thắp sáng cũng chính là tấm lòng tôn kính dâng lên Đức Thế Tôn. Ánh sáng từ bi của nhà Phật thì thầy sẽ truyền cái năng lượng trí tuệ đó đến với chư tăng truyền cho Phật tử, để cho Phật tử đi kinh hành, để cho Phật tử niệm danh hiệu Đức Bổn Sư, an trú trong cái lời niệm Phật, an trú trong cái từng bước đi. Dưới ánh hào quang huyền diệu của Đức Phật trong ngày lễ kỷ niệm ngày xuất gia, người đệ tử Phật khắp muôn nơi thành kính phụ phục, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, cầu nguyện cho muôn đời đều chọn thành Phật đạo.